Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Yêu Cây, và chúng ta đang ở triển lãm Ruối Việt Nam năm 2024 tại Bắc Linh, một khu triển lãm ruối rất là đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam chuyên về ruối. Vào đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái tác phẩm cũng như là các cái nghệ nhân và các cái phong cách chơi ruối của anh em. Xin chào hai nghệ nhân nhé. Chào kênh Yêu Cây, chào bạn Lê Thọ nhá. Chào anh Lê Thọ, chào kênh Yêu Cây nhá. Ở đây đây là những gương mặt rất là quen thuộc của làng ruối Việt Nam. Đây là bạn Mạnh DTM này. Ở đây là bạn Thịnh. Thịnh ơi, đây là hôm nay muốn giao lưu show bạn để giới thiệu để anh em Yêu Cây trên cả nước được làm quen không? Rồi, chào các bạn Yêu Cây. Chào bạn Lê Thọ, mình tên là Thịnh. Nick Vũ của Đức Thịnh. Hôm nay là bạn đến từ đâu nhỉ? Mình đến từ Vĩnh Phúc. Bởi vì là chúng ta đang đứng chân ở Bắc Ninh mà, đúng không? Chí bạn. Okay. Mình đến từ Vĩnh Phúc bạn ạ. Hôm nay rất là vinh dự và vui được ban tổ chức Bắc Ninh tạo điều kiện để anh em được trưng bày những sản phẩm mình rất là yêu thích. Tác phẩm ruối. Tác phẩm ruối mình rất là yêu thích. Thế tất nhiên đợt này trong cái triển lãm ruối Việt Nam của mình thì bạn tham gia cùng với lại anh em là bao nhiêu tác phẩm ạ? Mình mang 6 tác phẩm đi bạn ạ. Ok, chúng ta cùng ngắm từng tác phẩm nhé. Rồi, nhất trí bạn. Đây là tác phẩm đầu tiên của bạn đúng không? Đúng rồi, đây là tác phẩm đầu tiên của mình. Bạn ơi, đây là đá hay là gỗ? Đây là đá bạn ạ. Ngày xưa ở rừng họ nó mọc trên đá, thế là anh em đi khai thác họ cắt về. Mình là những người sưu tầm. Thì như này người ta gọi là nhà đá đúng? Đúng rồi bạn, như này gọi là như con này thì chỉ là ngồi trên đá thôi. Ngồi trên đá, nó chưa được nhè. Nó phải tùy cây nó mới được nhè. Thế như nào thì phân biệt gọi là nhè? Đây như chẳng hạn như cây bên này này, bạn này. Đây, nó như thế này thì gọi là nhè. Đây này, bạn nhìn nó chảy ra theo cái viền đá này. Nó chảy nó tan ra theo cái viền đá này. Đây bạn nhìn đây bên này nó tan ra theo cái viền đá này. Ok, chúng ta quay lại ngắm kỹ cái tác phẩm này đã. Như tác phẩm này bạn có tên nhỉ? Mình chưa nghĩ ra tên. Chưa nghĩ tên. Như cái kiểu này gọi là rừng, đây gọi là rừng trên thân à? Rừng trên đá. Rừng ở trên cối. Quá đẹp mà. Mặt nào cũng đẹp đúng không? Nói chung là nó đều hai mặt. Cái viên đá cũng đẹp. Và mình rất thích cái phong cách chơi của Thịnh, tức là rất là kỹ, thấy sạch sẽ, kể cả đi vào vườn rồi nhìn ngắm từng tác phẩm một, làm rất kỹ sạch sẽ. Rất là cảm ơn bạn. Okay. Chúng ta sang đến tác phẩm thứ hai. Đây, một tác phẩm rúa nhà đá, đây là chúng ta đang ngắm mặt sau quý vị nhé. Làm rất kỹ sạch sẽ này, từng cái ngọn cỏ một. Như tác phẩm ruối này thì bạn đã tạo tác lâu chưa bạn? Mình làm được tầm 5 năm rồi bạn ạ. 5 năm rồi. Anh em họ đi khai thác về là mình sưu tầm, mình mua và đến giờ nhà mình được 5 năm rồi. Thế bạn ơi, bạn cho mình hỏi cái sâu về cái phần nhà đá nhé. Cái nhà đá này thì trong quá trình mình nuôi nó nhè nó nhanh không? Nó không, nếu mà trong quá trình mình nuôi thì nó không nhè đâu bạn ạ. Tức là ở rừng mình cũng hiểu thổ nhưỡng nó như thế nào. Thì ở rừng và tức là mình nuôi 5 năm nay về nhà mình là như nào nó vẫn nguyên si đấy. Nó không nhè, nó không đẩy ra thêm cái nào đâu. Thế thì có lẽ là để mà nhè được cái này, tớ nghĩ là ngoài cái thổ nhưỡng ấy, thì nó còn cái thời gian. Đúng rồi, cái thời gian. Do thời gian, bởi vì thực ra khi mình một là các bạn chăm sóc nó thường ngày thì có thể nó cái mức độ phát triển vì hàng ngày mà, nên mình không thấy như bọn tớ một năm gặp lại thì có thể là sẽ thấy nó phát triển đúng không? Bạn nói thế cũng có lý, nhưng mà đại loại là như này này, nếu mà nó nhè ra thì cái phần nhè ra bao giờ nó sẽ đen hơn cái phần cũ của nó. Nhưng đây nó không, tức là cái phần mới là kiểu gì nó sẽ đen hơn. Và nó đen hơn hoặc nó vàng hơn. Nhưng đây nó không đẩy ra thêm tí nào cả. Đấy, thế tức là không phải tôi nghĩ là nó có đẩy, nhưng mà nó bởi vì cây nó vẫn phải phát triển, tất nhiên nó chậm thôi, như khả năng là nó rất là chậm. Đá này đúng rồi, đá này độ nhẹ ra được như này nó phải hàng mấy chục năm. Bây giờ em nghĩ hàng trăm năm.
Anh có ý đang nói một cái đơn giản nhất là hàng mấy chục năm, hàng 7-80 năm thì đúng có được. Cái phần nhẹ quý vị thấy thích không? Thế nên là chơi dối quý, cái quý nhất là thời gian. Thời gian nó đọng ở trong tác phẩm. Đúng rồi, nó cô đọng lại trong cái tác phẩm. Nó cô đọng ở cái phôi, xong anh em mình tận dụng, anh em mình khai thác, anh em mình về phát triển nó. Đây chúng ta ngắm tổng thể này. Nó đẹp luôn. Cái bông dăm này bạn diễn là đủ hết rồi nhỉ? Chung là mình lấy rồi, mình cũng cắt rồi, cũng nói chung là cắt thì nó cũng tỉ mỉ đấy. Cắt nói chung là tương đối là tỉ mỉ. Cắt rất tỉ mỉ lắm. Mà trông nó chun khỏe như này. Trông chun rụt lại như này. Trông những cái mầm của bạn rất là ngắn. Chun rụt nó ngắn. Côn đúng không? Côn cút nó rụt xịt. Côn cút rụt xịt. Trời thế mới sướng. Ok, chúng bạn còn 6, bạn còn tổng 6 tác phẩm nữa. Tác phẩm nào của Thịnh cũng phải nói là rất là độc đáo. Đây quý vị ơi, thấy đêm hôm qua thì anh em rất là say mê và ngắm cái tác phẩm này của bạn Thịnh. Bởi vì thứ nhất là cái tác phẩm này nó có cái viên đá, nó như cái bàn đá rất là đẹp. Nhà quan nào mà để cái bàn đá này xong ngồi anh em 1-2 anh em ngồi trà đạo thì cũng chắc đỉnh cao lắm nhỉ. Anh em mà ngồi uống trà đây thì có cái thú riêng. Bởi vì riêng cái viên đá này nó đã rất là độc đáo. Nhưng đó là anh em họ đi khai thác nguyên bản luôn. Nguyên bản ở chân rừng rồi. Và chủ nhân cũng đi khai thác là có ở đây. Khai thác được ạ. Chủ nhân có ở đây à? Có đây. Chủ nhân đâu nhỉ? Chủ nhân cũ. Mạnh DTM đây nhỉ? Đây là gốc tích là của Mạnh DTM đúng không? Đúng rồi. Mạnh DTM đi khai thác được. Mình mua lại của Mạnh. Anh em nhượng lại cho nhau. Đây cái phần nhà này nó có phát triển không bạn? Đây này, đây tôi thấy nó đen đen này. Đúng rồi. Nhưng con này là nó đẩy ra thêm này bạn này. Nó có đẩy ra trong quá trình 4 năm này là tôi nuôi, nó có đẩy ra thêm này. Anh à. Đây, nó có đẩy ra thêm này bạn này. Nó tùy cây. Thì nó gọi là nhà nó đúng không? Nó có đẩy ra thêm một kẹo nữa. Anh ấy tác phẩm độc đáo. Có độc đáo không nhỉ? Khả năng là mỗi 1 năm khả năng nó chỉ đẩy ra khả năng bằng vài ly đúng không anh? Ly. Đấy. Nó đẹp. Tác phẩm này của bạn chia thành mấy thân nhỉ? Mình 5 thân bạn ạ. Mình cái tác phẩm này là mình tận dụng tối đa cái nguồn phôi ở rừng này. Để mình phát triển nó, mình cũng có cắt lọc đi. Có cắt lọc đi một số. Nhưng mà cũng không can thiệp nhiều sâu lắm. Đấy, anh em nào đang chơi trà đạo này để ý tác phẩm này nhá, cho chủ nhân mất cây luôn. Ok bạn, chúng ta sẽ của bạn còn rất nhiều tác phẩm nữa. Đây là tác phẩm nhỏ bê tay đây. Vài tác phẩm nhỏ bên này. Cái phông này là nó hơi nhiều màu. Đúng rồi. Nó được cái phông trắng này nó sẽ đẹp. Tôi. Rất là dị này, nu này. Thấy quả nu đẹp không? Cây này thì trông nu nhè cũng đẹp, nhưng mà trông tổng thể nó phong tranh. Đúng rồi. Nó người dị. Thì nó khác biệt. Ok. Đây bạn còn đây nữa đúng không? Đúng rồi. Đây là mình còn 3 tác phẩm. Tác phẩm của bạn bạn thích làm rất là gọn gàng sạch sẽ. Mình rất thích chơi cây nó phải thế, sạch sẽ. Chơi cây mà vạch cỏ mãi chưa nhìn thấy cây. Đây là nhà đá đúng không bạn? Nhưng mà cái viên đá này là cũ của nó hay là thế nào? Của nó luôn bạn, nguyên bản luôn. Chứ không phải do mình ký vào đúng không? Đúng rồi. Mình không thể ký vào cái đường nhè này bạn ạ. Đây này. Những cái đường nhè này của nó thì mình không ai có thể làm được cả. Nó chỉ có thời gian nó mới làm được. Nó ở rừng nó rừng. Tức là nó quá nhiều năm rồi. Nó cứ mỗi năm nó một tí. Đấy, chứ còn mình mà về nuôi được 5 năm, 10 năm thì không thể ra được. Đúng rồi. Nó ở rừng không biết bao nhiêu năm rồi. Trong quá trình nó ở rừng thì
nó bị những người mà làm ở nương ở dãy á, nó bị tác động vật lý vào, nó tác động vật lý vào thì nó chun lại, nó chun lại và những cái sẹo của nó này này, sẹo cũ của nó rất là to, xong dần nó chặt, xong nó mọc những cành mới. Xong nó lại mọc, xong nó chặt lên cành mới kiểu kiểu thế. Cái cuốc xẻng bà con nào vào để gọn để còn trồng trồng cây khác. Đúng rồi, làm nương đấy. Họ làm nương thì họ cái phạt cây phạt. Họ phạt được vào phạt để làm nương. May quá. Trong quá trình chơi cây là mình thấy có một điều là như thế này. Cây kể cả phôi khai thác nó vẫn phải là ở gần người thì nó mới là phôi, nó mới là chất lượng. Nó được chặt chém rất là nhiều thì nó sẽ chun lại. Còn nếu mà cây ở rừng nó mọc tự nhiên là nó mọc thẳng đuột lên, cả nó có nhè đá thì cái sẹo nó phải rất là to. Đấy. Hôm nay gần rồi. Giao lưu với Thịnh này có một cái cảm quan mới, đúng rồi. Cũng nó phải gần người thì ông mới chặt mới ông mới các bỏ đồng đi bào, các bà ở trên vùng cao là cứ chặt chém mới đốt nương phát rẫy đấy. Trong quá trình chứ còn nếu mà ở hẳn rừng sâu khéo thân nó rỗng lên ngay. Đúng rồi, nó rỗng lên. Rỗng lên kể cả nó to. Nó to. Nó rỗng. Thì anh em khai thác về cái sẹo nó rất là to, rất là khó chinh phục. Các bạn. Đây nữa tác phẩm này nữa đúng không ạ? Tác phẩm này là của chú Hoàng Trang Xuân Mai. Ok bạn. Các bạn, tớ sẽ quay lại với lại chú Hoàng Trang ở video tiếp theo. Rồi. Xin cảm ơn bạn Thịnh, bạn Đức Thịnh đến từ Vĩnh Phúc đã có những cái tác phẩm rất là đẹp đóng góp cho với cuộc trưng bày triển lãm Hội Dối Việt Nam năm 2024 tổ chức tại Bắc Ninh. Xin cảm ơn bạn, chúc bạn và gia đình năm mới là mạnh khỏe và tiếp tục tạo tác ra nhiều tác phẩm đẹp nữa cho làng cây Việt Nam. Xin cảm ơn bạn, chào bạn. Cảm ơn kênh Yêu Cây, cảm ơn Lê Thọ nhá. Chào anh em Yêu Cây ạ. Okay, xin chào bạn.